Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ.